Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube ITB Club Channel đến với bản tin phiên trưa sau giờ dịch phiên ngày 29 tháng 11 năm 2023. Chúng chị sẽ có một phiên chiều giao dịch thật là thuận lợi và sẽ có được những cái điểm mua giá tốt anh chị nha. Rồi thì ngày hôm qua chúng ta đã làm việc với nhau về một cái buổi làm việc thật là căng thẳng vào phiên sáng khi mà VN Index có những trạng thái đập mạnh vào phiên chiều và bắt đầu à, cuối phiên sáng và phiên chiều cũng tiếp tục áp lực đạp và tới đầu cuối phiên chiều thì đã có những trạng thái kéo ngược lên trở lại và đóng nến ở vùng cao. Thì trong thời điểm hiện tại thì sáng nay VN Index vẫn đang tiếp tục duy trì cái mức hưng phấn đó và tăng chạm vào vùng cản như vậy thì với cái vùng cản như thế này thì anh chị sẽ có những hành động như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau giao, uh, trao đổi trong phiên ngày hôm nay nhanh chị nha và ở đây tiêu đề của chúng ta đang để là một một ba cơ hội để tiến xa đó là cái vùng mà brendan cần phải vượt qua trong thời điểm hiện tại và cái cơ hội diễn ra uh, trong phiên ngày hôm nay cho tới phiên ngày thứ sáu thì khi mà brendan uh, xảy ra uh, vượt qua một nghìn ở trong cái khung thời gian này thì nó sẽ tích cực hơn còn trường hợp mà vn index không vượt được vùng một nghìn mà rơi xuống thì chúng ta có thể là phải à, xin xem xét xử lý ngắn hạn các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã có trong thời gian qua vậy nha rồi về chi tiết thì em sẽ cùng với các anh chị đi vào trong cái uh, buổi chia sẻ ngày hôm nay rồi vn index phiên sáng đóng nến tại vùng 1098 nghìn chín mươi tám chấm tăng 2.66 điểm với phiên ngày hôm qua với độ rộng thị trường thì đang nghiêng vào các mã cổ phiếu tăng 285 mã nhưng mà các mã cổ phiếu giảm thì 139 số lượng này thì tăng hơn so với phiên sáng chị nha và số lượng tham chiếu thì cũng quanh hơn một ở 106 ạ Rồi tác động về chiều tăng thì anh chị thấy là các mã phiếu như là nhóm bán lẻ về sáng nay có một số thông tin về việc là tiếp tục giảm thuế 2%, à, giảm thuế vt 2% cho tới tháng 6 năm 2024 làm cho các mã phiếu này đang có những tác động rất là tích cực như là à, MWG à, man san anh chị ha. Rồi một số mã phiếu như là Novaland cũng đang có những trạng thái khá tốt. Nhóm thép thì đang duy trì cái mức đà tăng điểm và bên cạnh đó thì có bia đi rồi về chiều giảm điểm thì vẫn đang làm mã à cổ phiếu Vietcombank. Tuy cái mức giảm điểm khá lớn như thế này nhưng mà so với điểm số cái mức giảm điểm của Vietcombank thì nó cũng đang tương đối ổn. Do đó thì vẫn đang duy trì ở trong cái vùng mua nha anh chị nhá. Rồi, tiếp tục khối ngoại thì phiên ngày hôm nay duy trì phiên sáng tiếp tục là một phiên bán ròng nhưng mà cái khối lượng bán ròng thì anh chị thấy là bắt đầu từ sau 10 giờ thì nó mới tăng lên cái khối lượng bán ròng này và không biết là chiều nay thì về, à, khối ngoại có chơi tiếp cái chiến lược gọi là bán phiên sáng và mua lại phiên chiều giống như hai phiên trước đó hay không thì anh chị cùng nhau và cùng em quan sát trong phiên chiều ngày hôm nay anh chị nha rồi về thanh khoản thì anh chị thấy là tổng giá trị giao dịch trong phiên sáng hơn 5.500 tỷ và đóng đến với mức độ thanh khoản thì sụt giảm hơn so với phiên ngày hôm qua bắt đầu từ sau 10 giờ bởi vì anh chị thấy là với phiên ngày hôm qua sau 10 giờ thì khối lượng của giá trị khối lượng của thị trường nó có cái sự tăng lên và bắt đầu duy trì cái mức độ tăng đấy cho tới hết phiên chiều còn sáng nay thì anh chị thấy là cái mức độ thanh khoản thị trường nó có mức độ tăng hơn so với phiên sáng nhưng mà cái mức tăng này nó không có đột biến mà cứ tăng duy trì tăng đều theo thời gian do đó thì nó không có những cái trạng thái đột phá hoặc bình so với ngày hôm qua đó là những điều bình thường và nếu mà ngày hôm nay có những nhịp giảm điểm và đóng cửa đó thì đó cũng là những chuyển biến bình thường nha rồi về đồ thị về đồ thị thì trong thời điểm hiện tại cũng đang có những cái mã cổ phiếu à, đang có những cái điểm mà muốn chia sẻ với anh chị thì vì sao là 1103 bởi vì ở vùng 1103 thì đó là cái vùng mà em đã cập nhật với anh chị xuyên suốt trong những cái live stream gần đây là một cái vùng hỗ trợ động cũng như là một vùng con bằng động khi mà à, Index còn nằm bên dưới khu vực này thì nó đang cho một trạng thái đó là phê bán ưu thế hơn phê mua nhưng mà khi mà Benet vừa index vượt qua được một thì lúc này cái game, cái phê mua nó sẽ có thể chiếm ưu thế hơn phê bán và khi vượt qua được cái cái khu vực này thì anh chị thấy là nó có một tín hiệu rất tốt cho cái cơ hội có thể tiếp tục tăng điểm về lại vùng 1137 và có cơ hội để vượt qua 1137 tiến về vùng 1180 và 1205 nha anh chị nha. Thì cái thời điểm mà diễn qua diễn ra được cái cơ hội để có thể tăng điểm này thì tốt là nó nằm trong phiên ngày hôm hôm nay hôm thứ năm và thứ sáu thì nếu trong ba phiên này mà quá trình tăng điểm qua nó diễn ra thì đó là một diễn biến khá tích cực khá tốt và cái kịch bản này là đang có một cái hướng view rất cao nha anh chị nha và một cái điều nữa một cái điều nữa đó là nếu mà cái vùng một ba này mà nó không vượt qua được mà nó lại chọn theo cách này anh chị thị trường lại chọn theo cách này và rơi xuống anh chị ha à? và chọn theo cách này rơi xuống thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải phòng vệ để mình có thể phòng vệ các cái mã cổ phiếu của mình trong danh mục mình hạ ngắn để mình thu sức mua về mình chuẩn bị cho cái nhịp tạo đáy số 2 xem ở đâu còn trong hiện tại thì anh chị thấy là à, uh, Bernadette tạm thời đang xác nhận cái đáy số 1 ở 1020 và cái đáy số 2 là tạm thời đang quanh 1176 khả năng tạo cuộc này rất cao bây giờ chỉ còn vượt qua được cuộc này nữa vượt qua được cái vùng giá 1103 nữa thì cái tín hiệu này nó chắc chắn hơn nha anh chị nha do đó thì trong thời điểm hiện tại nếu mà anh chị chưa mua được trong những phiên hôm qua về những cái cập nhật của em về cái vùng 1100 1076 đó là những điểm mua hàng thì anh chị có thể là tận dụng cái nhịp rung lách trong phiên này về lại vùng bên dưới để anh chị có thể mua nha. Để mình kỳ vọng khi mà vượt qua 1100 1103 thì chúng ta sẽ có được những sự tăng trưởng tốt. Rồi về ngắn hạn hơn ha, về ngắn hạn hơn thì anh chị thấy là bên index đang chạm về cái vùng kháng cự 1103 do kết hợp với cái việc là đang có trạng thái cân bằng động quanh cái vùng giá 1108 do đó có thể sẽ có những trạng thái rung lắc về lại khu vực này là chuyện bình thường. Vì vậy cái nhịp rung lắc về lại vùng này sẽ là những cơ hội để anh chị có thể mua. Thậm chí nếu mà có rung lắc về tới 1076 cũng sẽ là những cái cơ hội để anh chị mua và vẫn như cái kịch bản mà trong phiên ngày hôm qua em có cập nhật với anh chị đó là nếu có mất đi vùng 1076 thì thị trường cũng sẽ có những cái nhịp uh, test lại ha, cũng có những cái nhịp test lại vùng 1076 để anh chị có thể thoát hàng có sẵn ha thì đây là cái góc nhìn mà à, cập nhật cho anh chị đầu tư à, ở trong room từ hôm trước để anh chị có thể có những cái góc nhìn và mình chuẩn bị sẵn sàng cho cái à, hành động trong cái phiên ngày hôm nay anh chị nha. và chúng ta lưu ý về những cái hành động mà à, em chia sẻ đây ví dụ ở đây chúng ta có là thị trường cái hành động đầu tiên trường hợp thứ nhất mà vn index trong phiên ngày hôm nay hưng phóng vào 1103 thì mình sẽ có có thời hạn 50% tỷ trọng để mua lại cái nhịp test về lại một À, cái nhịp test về lại vùng 1085 và thậm chí nếu mà anh chị chấp nhận rung lắc thì có thể cầm còn nếu mà chưa đủ lượng cổ phiếu thì có thể canh rung lắc về 1085 1076 mình gia tăng thêm thì cái mức độ điều chỉnh về trong thời điểm hiện tại nó đã nâng lên tới vùng 1088 1090 nha anh chị nha rồi à, anh chị nếu mà quay đầu mất 1076 thì mình sẽ hạ cái lượng cổ phiếu có sẵn thu về sức mua để cân lại lượng hàng mua mới ở 1076 ở vùng 1000 Uh, 2020-1050 và cái nhịp hồi kiểm tra lại thì mình sẽ thoát ra và mình chờ cái diễn biến ở đấy tiếp theo còn trong những cái uh, phiên trước đó uh, trong những phiên trước đó thì góc nhìn từ đầu tuần thì em có cập nhật với cái nhà đó là uh, burning date thì uh, có những cái bản thì mình vẫn đang kỳ vọng là burning sẽ vượt qua được vùng 1104 để tiếp tục tiến về vùng 1137-1140 nha anh chị nha, và anh chị lưu ý về cái phần sử dụng margin, đó là trong thời điểm hiện tại anh chị có thể có những cái tỷ lệ margin uh, tỷ lệ tài khoản khoảng 50 đến 70% và khi nào mà vượt được 1104 thì lúc này anh chị có thể full hàng và có thể sử dụng một phần margin khu vực này khi nào vượt qua được cái vùng cản này và tích lũy lại test lại thành công tăng lên thì anh chị có thể dùng margin với mức độ tối đa và mình gồng về lại 1205 cho tới 1180 đó là cái mục tiêu tiếp theo nha anh chị nha đó còn với cái cái, cái góc nhìn ngày hôm qua thì anh chị thấy là VN-Index có những cái trạng thái mình luôn khuyến khích anh chị đó là VN-Index giữ tốt trong biên 1136, mươi 1073 đó là cái điểm thấp nhất nha anh chị, điểm thấp nhất mà trước đó đã nhúng về. Thì nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp xe quay này để lướt tới không, mua ở hỗ trợ và bán ở kháng cự các công phiếu đang có sẵn trong danh mục và khi vượt qua 1103 thì mình sẽ gia tăng thêm. Đó thì anh chị thấy là xuyên suốt những cái thời gian gần đây chúng ta luôn kỳ vọng về cái mục tiêu về cái diễn biến của thị trường tốt hơn đó là cái việc có thể tiếp tục tăng điểm vượt qua vùng 1103 để tăng lên nha anh chị. Đó. rồi trường hợp thứ hai xấu hơn thì phá vỡ 1076 thì sẽ về kiểm tra lại vùng 1050 1020 thì anh chị có thể là à, mua thêm cái lượng cổ phiếu có sẵn ở vùng 1020 1050 này, còn những cái lượng cổ phiếu mà đã mua ở 1076 thì chúng ta sẽ canh cái nhịp hồi lên để mình à, mình bán ra ha, canh chốt ngắn để mình bán ra ở trong cái nhịp kiểm tra lại 1076. Đó là những cái góc nhìn cũng như là những cái chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư ở trong room về cái nhịp vận uh, động của thị trường trong cái thời gian sắp tới để anh chị có thể chú ý và uh, lưu ý ha. Rồi, các cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm trong phiên ngày hôm nay đó là mã cổ phiếu ví dụ như lại ASB, SAB ha. ASB thì trong cái phiên hiện tại đang có những trạng thái khá tốt. Thì nếu mà anh chị không can kê nhiều lắm thì mình có thể là mua trong cái biên độ từ giá 66 ha và mua dần về lại vùng 63 thì biên độ này nó biên chạm khoảng 3.7% nha anh chị nha, 3.7% uh, thì anh chị có thể chú ý. Uh, mua càng gần vùng 63. 3 càng tốt nha anh chị và cái mục tiêu của SAB có thể hướng về lại vùng 71.5 rồi à, ghét thì ngày hôm qua có một pha gọi là nó phá vỡ đi cái vùng hỗ trợ à, 1 à, không trăm phá vỡ đi cái vùng hỗ trợ 21.5 và rung lắc về tới vùng 20.6 và khi về tới cuộc này đã có những trạng thái rút chân và trong thời điểm hiện tại nó quay trở lại nó giữ được tốt trên cuộc này thì anh chị mình phải chú ý về mặt của biểu này rồi về đi chưa ha DG thì cũng là một cái mạo phiếu rất tốt khi mà phiên ngày hôm qua đã có những trạng thái chạm về vùng hỗ trợ dưới này và bật tăng lên thì anh chị thấy là uh, ngày hôm nay nếu mà anh chị muốn tham gia thì có thể canh những nhịp rung lắc vừa lại gần vùng 19.3 càng tốt nha anh chị nha đó là những cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể cân nhắc tham gia rồi ok rồi chúc anh chị sẽ có được những cái vị thế giá tốt để có thể tham gia vào các cái mã cổ phiếu của mình quan tâm để chuẩn bị cho một cái nhịp thị trường break qua vượt qua được vùng 1103 để tiến về vùng 1137 và sau khi break qua vùng 1137 sẽ về tới mục tiêu 1205, 1180. Anh chị cần người hỗ trợ cần đồng hành thì kết nối với em tận qua số điện thoại ở bên à, dưới màn hình cũng như là trong phần mô tả của à, video này và anh chị xem like, à, xem video thì nhớ đăng ký kênh và ấn nút like và có những góc nhìn gì và những cái mã cổ phiếu mà anh chị quan tâm thì có thể để lại dưới phần bình luận bên dưới em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nha ok rồi cảm ơn cả nhà hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái livestream tiếp theo.